chào các bạn. Hôm nay công ty Thế Giới Màu Vật sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy mực của máy Toshiba BEX6T. Thì bên đây của mình là chiếc máy Toshiba BEX6T. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy mực. Đầu tiên để lắp giấy mực của cái máy này, các bạn mở nắp máy đây. Để mở nắp máy thì bên hông nó có tay cầm để mở lên. Đây. Các bạn dừng lên. Rồi, thả tay ra. Rồi tiếp đây, đây là cái cục để mình lắp giấy nè. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp giấy. Mình đã chuẩn bị một cuộn giấy đây rồi. Máy này là máy 6 in. Đây có một cái cục các bạn gỡ ra. Đây là cục gác giấy. Rồi, lắp giấy thì trên, như các bạn xem, có thể xem ở trên này nó có video hướng dẫn. Đây, các bạn lắp theo thế này. Rồi, các bạn để giấy vào. Rồi, luồn giấy qua đây. Luồn giấy lên phía trên này. Đây. Đây có cái khớp, mình sẽ để vừa vào cái khớp ở đây. Để sát vào. Để sát vào thì cái thanh chắn phía trong này tự động di chuyển ra để cho nó căn ở giữa. Tại vì cái này nó căn giữa. Rồi. Các bạn xoay cái này để cố định lại, không bị cháy. Giấy không bị cháy nữa. Rồi tiếp theo là mình mở cái đầu in lên. Để mở đầu in lên là các bạn gạt cái cần gạt màu xanh lên ngay vị trí phía trên. Đây. Các bạn nhớ nhé. Free này. Để mở này. Rồi. Bật ra, mình giờ đầu in lên, nâng đầu in lên. Rồi tiếp theo mình kéo. Rồi. Ở đây nó có một cái thân này dùng để cho mình giữ cái giấy lại, tính cái trường hợp là giấy chạy qua chạy về, làm cái bản in của mình nó chạy không đúng. Với lại ở đây nó có một cái nút, cái khóa màu trắng, các bạn có thể nới ra để di chuyển cái này. Mục đích cái này để cố định cái giấy lại. Thì các bạn có thể luồn giấy qua. Các bạn cho giấy qua đầu in. Nếu có thể quên thao tác, các bạn có thể xem ở phía trên có hướng dẫn. Rồi tiếp theo các bạn đẩy. Các bạn đẩy cái thanh này vừa vào vừa khớp. Sau đó bằng cái khóa màu trắng này lại để cố định cái thanh này lại. Cái gàm lại để nó không bị chạy. Đây, các bạn lưu ý nhé. Như vậy là quá trình lắp giấy xong. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp mực. Lắp mực nó cũng đơn giản, thì ở đây có hai trục. Trục phía sau là trục mực, còn trục trước nó sẽ lắp trục thu. Thì mình sẽ gắn trục thu vô này. Đó. Rồi mực thì đầu tiên các bạn cũng phải phân biệt được mặt mực là inside hay outside. Đây mình đang xài mực outside nên mặt mực nằm phía ngoài. Thì mặt mực thì nó sẽ nhám hơn cái mặt phía trong. Mặt trong mặt móng là mặt không có mực. Mặt mực mình sẽ úp xuống mặt giấy, thì các bạn lắp theo chiều thế này. Để sát vào. Rồi mình nâng lên. Các bạn luồn qua, luồn ở phía trước này thôi nhá. Luồn phía trước này thôi. Rồi, sau đó cố định lại với lọ thu. Cố lại. Rồi, như vậy là mình đã thao tác lắp xong mực, thì các bạn có thể đóng lại. Gạt cần gạt cố định đầu in xuống. Đây có hai nấc, mình có thể gạt một trong hai nấc này. Vậy là thao tác lắp giấy mực mình đã hướng dẫn các bạn xong. Trong quá trình thao tác máy, nếu có vấn đề gì về vấn đề kỹ thuật, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Màu Vật để được chúng mình hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn mọi người.